Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Chương trình thời sự có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công an tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác công an 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Xã Quân Hóa, huyện Tam Đường phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19. Xã Mường Than, huyện Than Uyên phát huy vai trò đảng viên trong thực hiện nghị quyết tạo động lực thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 năm 2021, quy mô toàn quốc với sự tham gia của 14 tỉnh, được tổ chức tại Lai Châu từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12, là một sự kiện văn hóa quy mô lớn, đáp ứng nguyện vọng của đồng bào dân tộc Mông tại các địa phương nói riêng, của đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn nói chung. Được giao lưu xây dựng tình đoàn kết và giới thiệu những nét bản sắc trong văn hóa dân tộc Mông trên mọi miền cả nước với nhiều hoạt động. Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động triển lãm văn hóa du lịch ẩm thực, thi đấu các môn thể thao, trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 2 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác công an 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự buổi làm việc có các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin về một số nội dung quan trọng, chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, quyết định một số vấn đề quan trọng, chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác trong 9 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Công an tỉnh Lai Châu đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chương trình đã đề ra. Chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, lãnh đạo chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, tạo dựng môi trường an ninh an toàn để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Sau khi nghe báo cáo của lực lượng công an tỉnh, thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có những ý kiến tham gia, làm rõ một số nội dung, đặc biệt trong đó là tập trung những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong những tháng còn lại của năm 2021. Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, một số phòng chuyên môn cũng đã giải trình, làm rõ những nội dung mà đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm. Đối với những ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng đã được các thành viên trong đoàn tiếp thu và sẽ trình các cơ quan có thẩm quyền, xem xét có phương án giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 11, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến cấp cao về thành phố thông minh năm 2021 với trên 70 điểm cầu ở 59 tỉnh thành trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 với 5 nội dung chuyên đề. Trong đó, ngày hôm nay hội nghị đã bắt đầu với chuyên đề chính quyền số, chủ đề hội nghị các nhà lãnh đạo thành phố thông minh, phục hồi và tăng trưởng. Qua đó, các đại biểu đã nghe các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày cái nhìn toàn cảnh về thực trạng và công tác triển khai xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam. Thành phố thông minh, xu hướng toàn cầu và một số dự án trong khu vực ASEAN. Đồng thời, các đại biểu cũng đã lắng nghe những kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng, các thành phố tại Thái Lan, Malaysia và thành phố Seoul, Hàn Quốc.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp và nêu những khó khăn vướng mắc về các thành phố trong và sau COVID-19 và khả năng phục hồi của thành phố sau COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho thấy cho đến 14 giờ ngày 1 tháng 11, cả nước đã tiêm trên 82 triệu liều vaccine. Có 11 tỉnh thành đạt trên 95% mũi 1. Đã có 4 địa phương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ninh Bình và Sóc Trăng. Đến hết ngày 30 tháng 10 đã có 32,8 triệu người tiêm 1 liều vaccine và 24,3 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 79,1% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 33,7% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 11 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Bình Dương. Đã có 9 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An 92,6%, Quảng Ninh 86,8%, thành phố Hồ Chí Minh 79,1%, Khánh Hòa 71,6%, Lạng Sơn 67,5%, Bình Dương 67,2%, Đồng Nai là 61,3%, Hà Nội 60,2% và Bắc Ninh là 50,1%. Hiện có 9 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine dưới 50% dân số từ 18 tuổi trở lên, đó là Sơn La 41,3%, Nghệ An 42,1%, Thanh Hóa 43,2%, Cao Bằng 45,3%, Đắk Lắk 46%, Gia Lai 47,2%, Nam Định 47,3%, Thái Bình 49,5% và Tuyên Quang là 49,6%. Các địa phương khu vực phía Nam, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine trước diễn biến dịch đang phức tạp và có số ca mắc gia tăng nhanh. Vâng, thưa quý vị, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu, thì trong công tác làm như thế nào để hạn chế sự lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, không thể không kể đến những đóng góp không hề nhỏ của các tổ COVID cộng đồng trong việc giúp chính quyền địa phương và các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác giám sát và tuyên truyền các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và biện pháp phòng chống dịch. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại các thôn bản của xã Khun Há, huyện Tam Đường. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn về biện pháp phòng chống dịch, cũng như rà soát, giám sát cụ thể từng trường hợp trong bản đi, về hoặc đến vùng có dịch, yêu cầu khai báo y tế, là việc làm mỗi ngày của tổ COVID-19 cộng đồng ở bản Sàn Phàng Cao, xã Khun Há, huyện Tam Đường. Hàng ngày, các thành viên của tổ COVID-19 bản Sàn Phàng Cao, xã Khun Há, bên cạnh việc giám sát, tuyên truyền, còn đặc biệt nhắc nhở người dân trong bản không đến gần khu vực cách ly các trường hợp về từ vùng dịch, đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại điểm cách ly của bản. Khi có dịch COVID-19, bà con chúng tôi thường xuyên được các thành viên của tổ COVID-19 ở bản đến từng nhà tuyên truyền. Đi đâu phải đeo khẩu trang và cho biết hiện tại trong bản có người từ vùng dịch về đang thực hiện cách ly ngay trong bản, nên được vận động không đến gần khu vực đó để bảo vệ sức khỏe cho mình. Bản Sàn Phàng Cao, xã Khun Há có 62 hộ với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Để góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, với 7 thành viên là bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, phó bản, thôn đội trưởng, y tế bản, chi hội cựu chiến binh, tổ COVID-19 cộng đồng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, truy vết, thống kê, lập danh sách, hướng dẫn khai báo y tế các trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Các thành viên thực hiện nghiêm việc giám sát, tuyên truyền để người dân hiểu về dịch bệnh, triển khai biện pháp phòng dịch cho bản thân và cộng đồng. Thường thường là chúng tôi họp bản là chúng tôi sẽ xây dựng một cái kế hoạch đấy, là tuyên truyền là an liệt là đối tượng nào, nhà nào mà có cái đối tượng mà đi làm ăn xa mà ở vùng dịch đấy, là chúng tôi quyết liệt là nếu mà có cái thông tin là sắp về nhà hay về địa phương là phải có cái báo cáo thực tế sâu sát để cho chúng tôi ở bản chúng tôi biết, báo cáo với xã là phải về là phải tùy ly
đi cách ly hay là đi phải đi khai báo y tế trực tiếp và đo cái nhiệt độ, nếu mà không có cái dịch bệnh thì mới cho vào bản. Cái chú này thì là chúng tôi cũng quyên quyết và báo cáo với xã hàng ngày, hàng tuần là báo cáo trên nhóm là chủ yếu. Hiện tại toàn xã Khôn Há đã thành lập được 36 tổ COVID-19 cộng đồng với tổng số 72 thành viên. Trong đó bản ít nhất có 2 tổ, bản nhiều nhất có 4 tổ, với mỗi tổ có từ 5 đến 7 thành viên. Được thành lập trên tinh thần tự nguyện, hoạt động dưới sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân xã, các tổ COVID-19 cộng đồng đã phát huy được vai trò trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong việc nắm tình hình, ra soát, điều tra nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn. Đồng thời thực hiện được hiệu quả phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại từng hộ gia đình. Giám sát, phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những trường hợp liên quan đến COVID-19, những người lạ đến địa bàn, đặc biệt là những người ở vùng dịch về. Cái tổ COVID cộng đồng của các cái bản trên địa bàn xã Khôn Há thì chúng tôi thấy là hoạt động rất tốt và đặc biệt là hỗ trợ rất lớn được cho cái ban chỉ đạo của xã về công tác phòng chống COVID. Tại vì là tổ COVID cộng đồng này chúng tôi thành lập bao gồm từ 5 đến 7 người là phục vụ trực tiếp là phụ trách các cái hộ gia đình của bản đó. Đấy, thì tùy theo cái số hộ thì chúng tôi có thể thành lập nhiều tổ. Có bản là trên 100 hộ thì chúng tôi có thể thành lập lên tận 3 tổ để mà phân công mỗi một thành viên phụ trách từng theo đúng chủ trương là đi từng ngõ từng nhà. Như vậy, việc thành lập các tổ COVID cộng đồng tại các thôn bản đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã Khôn Há. Mặt khác, thông qua sự tư vấn, hướng dẫn, thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh của tổ COVID-19 ở thôn bản mà người dân cũng không còn lo lắng. Thay vào đó, đã tạo được sự đồng thuận, chung sức của nhân dân trong thực hiện đầy đủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hiện thì thời tiết đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, ngành y tế tỉnh Lai Châu đang tăng cường việc tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, qua đó góp phần ngăn chặn kịp thời không để bệnh bùng phát thành các ổ dịch. Bệnh sốt xuất huyết thường xuất hiện quanh năm. Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 9 đến tháng 11 sẽ có chiều hướng bùng phát mạnh. Do đó, hàng năm, trạm y tế xã Sùng Phài phối hợp với cán bộ y tế bản tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh đến nhân dân như khơi thông cống rãnh, vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, phân loại rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, cán bộ y tế còn hướng dẫn người dân ngủ màn để tránh muỗi đốt. Đây là cách phòng chống hữu hiệu nhất cho người dân. Nhờ được tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết mà người dân đã có ý thức cao, chủ động phòng bệnh. Nhiều năm nay, trên địa bàn xã Sùng Phài chưa có trường hợp người dân bị mắc bệnh sốt xuất huyết. Trạm luôn luôn chủ động về trong công tác phòng chống sốt xuất huyết cho nhân dân trên địa bàn xã tôi. Trong suốt thời gian, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cái tuyên truyền cho bà con về cái nhận thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết như là thường xuyên ngủ màn này, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ gọn gàng này, thu gom rác thải này, phối hợp giữa ban ngành đoàn thể cùng với trạm y tế cũng xuống thôn bản để vận động bà con thực hiện công tác vệ sinh nhà cửa rồi vệ sinh đường làng ngõ xóm, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào bị mắc bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, cộng thêm những công dân đi làm ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương là những nơi có yếu tố dịch tễ của bệnh sốt xuất huyết lưu hành, trở về địa phương nên nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết rất cao. Để tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế tỉnh đã gửi công văn đến các huyện, thành phố chủ động giám sát các tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết, đồng thời thúc đẩy hoạt động của mạng lưới y tế bản trong việc tuyên truyền, vận động người dân các biện pháp phòng bệnh. Ngoài ra, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện, hóa chất, nhân lực để đáp ứng các tình huống nếu có dịch sốt xuất huyết xảy ra. Phòng chống bệnh sốt xuất huyết là một trong những cái việc đó là chúng ta phòng chống chủ động được. Cái khó khăn thứ nhất ở đây là cái vấn đề nhận thức của người dân.
đang nghĩ nhiều đến cái việc là bệnh sốt xuất huyết là của ngành y tế, nhưng thực tế là không phải. Các ban ngành đoàn thể cần phải vào cuộc để thực hiện cái dự phòng này. Cái dự phòng sốt xuất huyết thì cũng rất đơn giản thôi, người dân phải hiểu đó là cho đến ngày nay chưa có vaccine để dự phòng bệnh sốt xuất huyết là một. Cái thứ hai là chưa có thuốc để điều trị. Thế vì vậy những cái việc dự phòng là chủ yếu là cắt đứt nguồn lây, tức là các vector chuyển bệnh, chính là xử lý bằng cách đó là diệt muỗi và diệt bọ gậy. Vì sốt xuất huyết là lây từ người bệnh sang người lành. Thế khi mà con muỗi nó đốt từ người bệnh của bạn nó sang đốt tôi thì nó là đốt sang người lành, thì có thể lây từ bạn sang tôi. Đây là cái điều đương nhiên nó xảy ra. Thì các ông chị biết rằng là cái việc đó là cái việc cần phải phát hiện sớm và bệnh của chúng ta đến cơ sở y tế để điều trị, để phòng chống tình trạng lây lan của dịch bệnh. Để tăng cường phòng bệnh sốt xuất huyết, thời gian tới ngành y tế tỉnh tiếp tục vận động bà con thực hiện các biện pháp như diệt muỗi, loang quăng và phòng chống muỗi đốt. Ngoài ra, tuyên truyền hướng dẫn người dân đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, thực hiện ngủ màn, mặc quần áo dài, phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống bệnh. Khi biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh bệnh lây lan rộng. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tinh thần lá lành đùm lá rách, tiếp tục động viên bà con các dân tộc vùng cao của xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn có cuộc sống ổn định hơn. Đồng thời nhằm chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã, giúp các em có thêm điều kiện vươn lên trong học tập. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao hàng trăm suất quà ý nghĩa cho nhân dân và học sinh xã Pú Đao. Được biết đây là hoạt động thường niên của đoàn khối mỗi dịp mùa đông về. Sau đây là phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Tại chương trình, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao 100 chiếc áo ấm cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Pú Đao, mỗi chiếc trị giá 100.000 đồng, tặng 33 suất quà cho các em học sinh lớp 1, mỗi suất trị giá 150.000 đồng, tặng 2 suất quà cho 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là món quà thực sự có ý nghĩa đối với một trường vùng cao còn gặp nhiều khó khăn như Pú Đao. À, cũng thật sự là rất là xúc động, bởi vì là đối với các em ấy, tuy là món quà với rất nhiều người thì đó là rất là nhỏ, nhưng đối với em học sinh của mình thì đây là một món quà rất là ý nghĩa, bởi vì mùa đông đến thì nhiều em điều kiện kinh tế gia đình cũng khó khăn, nên là các em bố mẹ cũng chưa thể chuẩn bị kịp những cái bộ áo ấm cho các em hay những cái trang phục. Ngoài ra thì cũng có hai em mồ côi, cả cha lẫn mẹ, thì các em cũng được sự quan tâm cũng như là mọi người đều chia sẻ đồng cảm, thì các em cũng sẽ có những cái bữa ăn cũng như là cũng có cái hơi ấm vào mùa đông để các em đến trường học tập và sẽ tốt hơn. Cũng tại chương trình, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng 50 chiếc chăn ấm, nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Những phần quà này giúp cho người nghèo xã Pú Đao vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Hôm nay rất là cảm ơn với các chị các anh ở tỉnh tặng quà cho bà con chúng tôi, là chúng tôi rất cảm ơn. Được tặng quà thì rất vui lòng mà bà con sẽ mạnh khỏe. Chương trình tình nguyện mùa đông năm nay thì chúng tôi hướng đến các đối tượng là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học và trung học, với những cái phần quà là những chăn ấm và một số nhu yếu phẩm cũng như một số cái suất học bổng để cho các em học sinh, để giúp các em là tiếp tục đến lớp, đến trường để nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão của mình, và cũng một số cái vật dụng thì để giúp đỡ cho bà con nhân dân trong cái mùa đông năm 2021, và cũng mong bà con nhân dân là vơi đi cái giá rét trong mùa đông năm 2021. Được biết, chương trình tình nguyện mùa đông năm nay có sự đồng hành tài trợ của các chi đoàn và đoàn cơ sở như đoàn cơ sở Sở Y tế, chi đoàn Sở Tài nguyên Môi trường, chi đoàn Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, chi đoàn Công ty Cổ phần Nước sạch, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, chi đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh, chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư, chi đoàn Sở Tài chính, chi đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lai Châu và chi đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy xã Mường Than, huyện Than Uyên xác định để đưa nghị quyết của Đảng bộ xã vào cuộc sống thì song song với công tác tuyên truyền vận động, rất cần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của người đứng đầu.
tinh thần trách nhiệm của đảng viên, đồng thời nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghị quyết, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, tạo sự lan tỏa trong mọi mặt của đời sống xã hội. Ghi nhận chi tiết của nhà phóng viên thời sự, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để đưa hai nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ xã Mường Than là phát triển sản xuất hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025 và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 đi vào cuộc sống, và hơn cả là đạt được mục tiêu mà nghị quyết đề ra, trước hết Đảng ủy xã đã quán triệt để thống nhất ý chí và hành động đối với cán bộ đảng viên và nhân dân, nhằm giúp cho cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu, nắm được nội dung chính, nội dung cốt yếu của nghị quyết, qua đó tập trung chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện các mục tiêu của nghị quyết sát với điều kiện thực tiễn của xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các cái nội dung của kế hoạch là phải sát và phù hợp với điều kiện thực tế của xã và các cái thôn bản. Thứ hai là sau khi xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thì lựa chọn và phân công người để tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là các cái đồng chí đứng đầu, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có năng lực, có tâm huyết để triển khai thực hiện các cái nội dung của nghị quyết gắn với các cái chính sách của tỉnh, của huyện. Thứ ba đó là chúng tôi tập trung làm tốt công tác dân vận gắn với quy chế dân chủ, thực hiện cái công khai minh bạch trong triển khai thực hiện các cái chính sách của tỉnh, của huyện đến với người dân khi tham gia thực hiện các cái nội dung thuộc về các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết. Và thứ tư là chúng tôi tập trung vào cái việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ có một sản phẩm OCOP và có hai tiêu chí về vệ sinh môi trường và nhà ở dân cư đảm bảo bền vững. Hiện nay, xã Mường Than đã và đang hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung phù hợp với khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của người dân. Tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động nội lực của nhân dân để xóa nhà tạm, thực hiện tiêu chí môi trường. Đối với bản thân là một người đảng viên, thì sau khi tiếp thu về sẽ tuyên truyền vận động người thân cũng như gia đình mình là gương mẫu chấp hành và đăng ký thực hiện các cái mô hình thực hiện dự án, ví dụ như mô hình sản xuất lúa hàng hóa hoặc là mô hình trồng rau an toàn, chuyển đổi về cái phương thức chăn nuôi từ chăn nuôi theo cái tập tục canh tác cũ, thì chúng ta có thể áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi để ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế trong công tác sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Than triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, các chi bộ trực thuộc đã và đang tích cực triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân các chương trình chuyên đề của nghị quyết. Điều đó không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ mà còn tạo động lực để xã Mường Than thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ. Điều đó không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ mà còn tạo động lực để xã Mường Than thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh đã tiêm trên 277.600 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó mũi 1 gần 235.000 liều, mũi 2 gần 42.600 liều. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đạt 76,26% và tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi đạt 13,82%. Các trường hợp tiêm vaccine được đội ngũ y tế tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định của Bộ Y tế. Cho đến nay, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai an toàn, hiệu quả và đang được cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là tại các khu vực, các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa. Tính đến tháng 10 năm 2021, tổng sản lượng chanh leo trên địa bàn huyện Tân Uyên đã bán trên 35 tấn, trị giá hơn 260 triệu đồng. Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Tân Uyên sẽ trồng mới 10 hectare chanh leo. Đến thời điểm hiện tại, đã rà soát quy hoạch được 1,1 hectare tại xã Trung Đồng và xã Phúc Hòa. Bên cạnh đó, đến nay, trên địa bàn huyện còn một số hạn chế để phát triển cây chanh leo như chi phí ban đầu cho sản xuất lớn,
chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng ban đầu cho người nông dân chưa có. Số lượng người nông dân có khả năng tham gia sản xuất liên kết theo chuỗi trên địa bàn huyện hiện tại không nhiều, dẫn đến khả năng mở rộng gặp khó khăn. Hiệu quả kinh tế từ trồng cây chanh leo chưa đạt mục tiêu. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân trồng khôi phục diện tích chanh leo bị chết bỏ hoang để nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh ủy, các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án về tội phạm hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, không để tồn tại các ổ nhóm tội phạm hình sự, tụ điểm về tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Điều tra làm rõ 43 trên 44 vụ, bắt giữ 64 đối tượng liên quan đến phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Điều tra làm rõ 100% các vụ trọng án. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các quy định về phòng cháy chữa cháy, công tác quản lý các đối tượng có án phạt tù ngoài xã hội cũng đã được tăng cường, phối hợp chỉ đạo thực hiện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Vâng, và chương trình thời sự cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và fanpage chính thức của đài có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị có thể đăng ký, chia sẻ và theo dõi tại những địa chỉ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự tiếp theo.